Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ công khai một cái thông tin cực kỳ sốc do tôi vừa mới phát hiện ra được. Tôi không biết là ở trên thế giới hay tất cả những cái bạn mà đang xem video của tôi, các bạn đã biết cái thông tin này chưa? Nhưng mà đối với tôi vừa mới biết được cái thông tin này và tôi muốn công khai cho tất cả các bạn xem video biết được nó sốc như thế nào. Sốc như thế nào thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ luôn. Đấy, cái thông tin này thì là tôi vừa mới biết được, bởi vì là mấy ngày hôm nay tôi nghịch thì tôi mò được. Và tôi nghĩ là nó rất là sốc đối với những cái bạn mà chưa biết. Các bạn thể thấy là ở cái căn phòng tôi hiện tại đang bật đèn, tất cả cái đồ vật ở đây hoàn toàn bình thường, nó rất là bình thường. Khi mà tôi tắt đèn đi thì những cái đồ vật ở trong phòng của tôi cũng hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nó chỉ xảy ra khi mà tôi dùng cái chiếc đèn pin của tôi ở đây soi vào tất cả cái đồ vật ở đây thì có rất là nhiều đồ vật phát sáng. Tôi đã thử soi và có tầm 90% đồ vật ở trong nhà tôi đã phát sáng lên được. Rất là khó hiểu. Và cái chiếc đèn pin của tôi đang cầm trên tay đây là một thể loại đèn pin mà có rất là nhiều cảnh sát ở nước ngoài người ta sử dụng, hoặc cảnh sát ở Việt Nam người ta sử dụng để soi những cái vết máu ố của những cái vụ án mạng đó. Khi mà những cái vụ án mạng xảy ra, người ta muốn tìm những cái vết máu đó, người ta chỉ cần bật cái đèn pin lên người ta soi thì người ta có thể phát hiện ra được những cái vết máu mà người ta ăn lau chùi đi, hoặc là những cái vết máu lâu ngày nó bị ố đó. Thì ngay bây giờ tôi sẽ cho bạn xem tất cả cái đồ vật ở trong nhà của tôi nó phát sáng như là máu, kinh vãi luôn, thề luôn, chắc chắn 100% luôn các bạn nhìn nhé. Bây giờ tắt đèn đi này, tôi sẽ tắt đèn đi cho bạn xem. Đó, các bạn không thể nhìn thấy cái gì ngoài mấy cái chấm đỏ ở cái máy tính của tôi hoặc là mấy cái ổ điện nó phát sáng. Nhưng mà khi mà tôi mà bật cái đèn pin lên thì các bạn sẽ thấy tất cả đồ vật trong phòng tôi nó sẽ phát sáng 90% luôn. Đây, chiếc đèn pin này, bây giờ tôi soi cho bạn xem này. Những cái gì phát sáng nó sẽ phát sáng lên, còn những cái gì không phát sáng nó sẽ không phát sáng. Đó, đây là hai hộp giấy này.
Thật sự là khi mà tắt đèn đi, nghe tiếng mưa rơi rồi đứng soi đèn, kinh dị vãi chưởng. Xong con gấu điên nó còn kêu nữa. Ok, ra chơi con gấu tí xem như thế nào. Nghe trời mưa to quá, khổ thân gấu. Ok, tôi vừa mới lên phòng xong, dưới kia mưa to quá, xuống đấy cũng hơi lạnh lạnh, cũng như là hơi kinh kinh, thôi thôi lên phòng. Thì là cái clip này tôi chỉ muốn chứng minh cho bạn biết được một cái điều là tôi mới phát hiện ra được, là tất cả những cái đồ vật trong nhà đều có thể phát sáng được khi mà sử dụng cái chiếc đèn pin dùng tia cực tím để soi. Đó, thì đây là một cái phát hiện mà tôi cảm thấy rất là thú vị. Và tôi nghĩ tôi là người đầu tiên phát hiện ra được cái điều này. Nếu mà có ai trên thế giới người ta phát hiện ra rồi thì tôi, còn nếu mà chưa có ai thì tôi sẽ là người đầu tiên. Ok. Ok, thì tôi chỉ muốn cho bạn biết được cái điều tôi mới phát hiện được như thế thôi. Đấy, rất là sốc luôn. Rồi, và không còn gì để nói nữa thì là tôi sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye.